nhìn nó đẹp mà sao đó, nó không có thơm vậy chị? Ừ đúng rồi Danh, tại hoa giấy này không có mùi thơm đâu Danh. Trời ơi, hai đứa rảnh quá ha, ngồi ngửi bông rồi nữa. Dạ? Ủa mẹ dắt cái Thang đi đâu vậy mẹ? Mai rằm tháng chạp rồi, bây giờ hai đứa phụ mẹ hái lá mai đi gần Tết, mai nó cậu kịp Tết nè con. Yeah! Rồi đi trời. Giờ mẹ phụ mấy đứa lặt mấy cái lá mà thắt thắt ở dưới rồi, rồi từ từ mình bắt thang lên lặt mấy cái cao nha. Dạ. Mẹ ơi, Vinh con phải ép từng lá này nè, chứ thôi con làm nó ảnh hưởng tới mấy cái bông búp á nè, thấy không? Dạ. Đó, chứ con đừng có tốt vậy. Bây giờ chị dạy Vinh lặt nha Vinh. Nè mấy cái búp đó nè Vinh, nó nhỏ nhỏ. Búp nó nở ra, hành nó hoa mai á Vinh. Đẹp lắm. Thấy từ từ, đừng có gậy. Nè hai đứa dọn cái nhánh hoa mai này nè, nó nở búp búp vậy là Tết nó nở bông hoa nhiều đặc rực đẹp lắm đó Trang. Dạ. Con nói giờ con làm cái này không? Ờ con làm mà mẹ làm phụ đó. Trên đây mẹ làm. Ờ nói chung là tụi con đặt cũng khéo khéo để nó bị xích mấy cái búp hết nha. Dạ. 2 hours later. Trời ơi nãy giờ con lặt hôm mai cái heo muốn rụng hai cái tay luôn á mẹ. Trời, hai đứa con ráng đi Tết cái mai này nó tổ nhiều mà đẹp nữa, hai đứa tha hồ mà chụp hình nha. Dạ. Mày quét xuống đây cho nó rụng lên dưới đây lắp nó luôn đó con. Dạ. Con lại nhìn kỹ coi, nhìn kỹ cho bông giấy hoa mai. Bông giấy. Đúng rồi. Bông giấy. Ba mẹ con mình nó lặt cây mai chung một lượt nhưng mà cây kia nở rộ, còn hai cây này nó búp búp rồi ra. Dạ. Mẹ nghĩ chắc hai cây mai này là tới 14 đập là nó cũng nở rộ giống như hai cây mai kia Trang ơi. Ôi. Nhìn qua kia kìa, qua kia coi. Bông giấy đẹp thôi, bắt giấy nè. Nè, con thấy không? Thấy. Quá búp bự luôn nè. Con thấy bông hoa mai nãy bự hơn bông hoa mai bên kia mẹ. Cái này tại vì cây mai này cây mai tơ bởi vì bông nó bự đó hơn. Dạ. Con để ý cho mấy cánh. Năm cánh. Năm kén. Năm kén nữa. Vinh ơi năm kén. Kén. Em thấy thằng Cốt trên ngọn nó cũng nở rồi, nó bự nở hết luôn kìa. Dạ.